Cảm ơn các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Bảo Đại chúng em ạ. Cảm ơn các bác những clip vừa qua đã ủng hộ cơ sở đồ gỗ Bảo Đại chúng em rất là nhiều ạ. Và hôm nay em cũng muốn nên giới thiệu cho các bác về một số sản phẩm đồ gỗ. Và sản phẩm đầu tiên hôm nay em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác đó là một bộ chống trắc ạ. Bộ chống trắc này gồm có 7 món, gồm có 6 đôn và một bàn. Đầu tiên cũng xin đo thông số cho tất cả các bác về chiếc bàn ạ. Đối với chiếc bàn em đo có đường kính mặt là 93 cm và tổng chiều cao từ mặt đất lên đến mặt bàn ạ. Em đo là vào khoảng 70 cm nha các bác. Em xin đến gần và em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác về chiếc bàn. Đấy, chiếc bàn này này con xem ạ, nó ở phần đây ạ, những hạt trân châu chạy quanh điểm bàn đấy nha các bác, và đến phần liệu dưới đây ạ, nó là được đục chạm ạ, nho cuốn trúc như nha các bác. Đó các bác xem ạ. Và chiếc bàn cũng được đục chạm ạ. Đó. Tứ diện bốn mặt như nhau nha các bác. Đó, các mặt đều được đục chạm ạ. À, các bác xem ạ. Ống trúc đây các bác xem. Đó. Chất gỗ đỏ đen ạ. Đây các bác xem những đường ống trúc ạ, chạy hết cả phía bên dưới luôn nha các bác. Đó. Đây cả đường nét đục chạm ạ. Đó, nho cuốn trúc. Và đến đến mặt bàn đây ạ. Em muốn giới thiệu đến cho các bác đây ạ. Đó. À, những phần trắng hồng ở đây ạ. Đó là ngà. Và thân là thân gỗ xưa và kết hợp với đó là ốc Singapore 7 màu, nó cực kỳ là quý hiếm luôn nha các bác. Đó các bác xem ạ, à, các đường nét cắt tỉa ạ, đó các đường nét cắt tỉa rất là tơ tóc và sắc nét luôn nha các bác. Đó. Chiếc mặt bàn này được đục chạm ạ, đó này được khẳng cảnh ạ, tùng hạp bách điểm luôn nha các bác, để các bác xem ạ, à, đó các bác xem ạ, à, các đường nét cắt tỉa nó rất là chi tiết và sắc nét luôn ạ. Và tiếp theo ạ, với 6 chiếc đôn thì có kích thước là như nhau, em cũng xin đo thông số đại diện một cái cho tất cả các bác về chiếc đôn ạ. Và với chiếc đôn em có đo có đường kính mặt ạ là 31 cm và chiều cao em đo là vào khoảng 44 cm nha các bác. Em xin đến gần và em qua chi tiết hơn cho tất cả các bác về chiếc đôn ạ. Đây các bác xem. Đó. Đây, chiếc đôn ạ, à, đấy, đường đục chạm ạ, à, đó, những hạt trân châu chạy quanh liềm đôn ạ. À, và được đục chạm ạ, à, đó, những đường ạ, à, đó, lá trúc ạ. À, các bác xem, được đục trúc rồi nhá các bác. Đó. Chiếc đôn cũng được đục chạm ạ, à, tứ diện, bốn mặt như nhau ạ, à, đó. Các bác xem ạ. À, đó, các đường đục chạm ạ, à, đó, đi hết cả mặt đôn rồi nhá các bác. Nó cực kỳ là thủ công luôn ạ. À. Đây mà sao đây các bác xem ạ. À, gỗ cũng rất là nặng luôn nhá các bác. Đó. Trong ngoài như nhau ạ. À, nên đến mặt đây các bác xem ạ, đó nên đến mặt ạ, đây, các bác xem ạ, những phần trắng hồng ở đây ạ, đó là ngà đây ạ, đó lá là gỗ xưa và kết hợp với đó là ốc Singapore 7 màu, đó các bác xem ạ, vân gỗ ạ, đó cực kỳ là vip rồi nha các bác, đó vân gỗ rất là đẹp luôn ạ. Dạ. Vậy là với bộ chống trắc này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác, giá là 32 triệu ạ, em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác với bộ chống trắc này ạ. Và sản phẩm tiếp theo hôm nay em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác đó là một cây tù chùa bầu. Cây tù chùa bầu này có chất liệu nào, gỗ vụ hay còn gọi là gỗ vụ bật, và đầu tiên cũng sẽ đo thông số cho tất cả các bác ạ. Cây tù chùa bầu này có tổng chiều cao là 247 cm, chiều ngang là 150 cm và chiều sâu là 45 cm ạ. Em xin đến gần và em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác về cây tù chùa bầu này ạ. Đây em quay cho các bác xem là phần trên cùng. Đó là ba anh em kích nghĩa vườn đào ạ. Và cây tủ chùa bầu này được đục tích tam cốt nha các bác. Đó các bác xem ạ. Các đường đục chạm ạ. Đó. Rất là thủ công rồi nha các bác. Đó và đây phía dưới các bác xem ạ. Đó. Được khảm ạ. Ốc sa cừ ạ. Đó các bác xem ạ. Đó, ốc 7 màu rất là đẹp. Những đường dây neo liên chi. Những đường ô van ạ. Đó. Đó được cắt tỉa kín mặt rồi nha các bác. Đó. Ở đây đến phần hồng thì các bác xem ạ, đó bên trên ạ, đó các xem các đường nét đục chạm, đó các đường dây neo liên chi, đó khác kín mặt tục luôn nha các bác. Ở bên trong ạ, đó rất nhiều kệ để các bác sử dụng ạ, đó theo sở thích của các bác ạ, đó đựng đồ và trưng bày đồ ạ. Đây phía dưới đây các bác xem các bác tiểu phu ạ, đó đi cánh củi đấy ạ, các đường đục chạm cũng rất là tinh bong rồi nha các bác, đó cũng rất thủ công luôn ạ, đó gỗ rất liền nạc và dày dặn ạ. Đây, bên trong này nó những chiếc ngăn kéo nhỏ ạ, các bác sử dụng ạ. Tiếp đến ạ, phía dưới ạ, hai bên cánh ạ, đó các bác xem cái tủ chùa bày đồ này,
cái từ chùa được cảm tích. Đó. Cảm tích rất là đẹp đấy nha các bác. Tích Tam Quốc ạ. Đó các bác xem. Đó. Ốc Sa Cừ ạ. Các bác xem phía dưới bệ đây. Đó, cái đường truyện ạ. Đó. Đường dây neo nên chi đây các bác xem. Đó, cũng được khảm ạ. Chân ạ. Đó, chân cực kỳ là dày dặn luôn nha các bác. Đó. Phần chính giữa đây ạ, phần dưới đây, chính giữa đây là một cái ngăn kéo ạ. Các bác xem. Đó, các bác sử dụng ạ, được đồ rất thoải mái luôn nha các bác. Đó. Đây các bác xem. Đó, bên trong này đấy ạ. Cổ cũng rất là đẹp luôn nha các bác, rất là dày dặn luôn ạ. Đó, các bác sử dụng ạ, được đồ thoải mái luôn ạ. Bác xem video chưa kỹ chưa lọ cũng có thể kết bạn với em qua số điện thoại Zalo 0944058115 để em có thể gửi chi tiết hơn và giao lưu với tất cả các bác ạ. Đây sang bên đây ạ. Đó các bác xem ạ. Đó. Tích Tam Quốc nha các bác, đó ông Sa Cừ rất là đẹp luôn ạ. Đó các bác xem, các đường dây neo liên chi ạ. Đó. Chạy quanh vòng tròn luôn nha các bác. Gỗ ạ, vân gỗ cũng rất là đẹp luôn ạ. Các bác xem, các đường nét cắt tỉa rất là có hồn luôn ạ. Đó các bác xem. Gỗ rất là dày dặn và chắc chắn luôn nha các bác. Đây ạ, các bác xem lên trên đây ạ, cái đường đục chạm ạ, nó cũng rất thủ công ạ, nó cũng rất là kinh bong luôn. Đó, những bác tiểu phu đi cánh cục đấy ạ, Trăn Châu đấy ạ. Các đường ô vàng, đường ô liền dây neo liên chi, đó, các bác sử dụng ạ, đó. Và chính giữa đây ạ, cũng có một cái tủ đây ạ, đó, các bác xem, các bác xem ạ. Đó, bên trong là gồm có ba sàn luôn nha các bác sử dụng ạ, trưng bày đồ sứ đồ tượng là theo sở thích của tất cả các bác ạ. Đó, bên trong ạ là kính luôn nha các bác, cơ sở đồ của bà đại em gia cố cũng rất là chắc chắn ạ cho các bác sử dụng ạ. Đó. Rồi với cây tủ chùa bầu này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác, giá là 37 triệu ạ, em cũng 30 phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác đó là một cây tủ thờ ông Địa ạ. Cái tủ thờ ông Địa này có chất liệu nào gỗ vụ ạ? Đầu tiên cũng xin đo thông số cho tất cả các bác về cái tủ thờ này ạ. Rồi cái tủ thờ em đo có tổng chiều cao là 97 cm và chiều ngang là 67 cm ạ. Và chiều sâu em đo là 58 cm nha các bác. Em sẽ đến gần và em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác về cây thờ ông Địa này ạ. Cây tủ thờ ông Địa có chất liệu là gỗ vụ và được khảm ốc Sa Cừ nha các bác. Đó các bác xem ạ, phần trên cùng ở đây ạ, đó hai con lồng trời nguyền nữa nha các bác. Đó các bác xem phía dưới đây ạ, đó những đường dây neo ạ, đó nên chi ạ, khảm kín luôn nha các bác. Đó phía dưới đây ạ, đó cành hoa đây các bác xem, đó bên này hai con lồng đây ạ, gỗ cứ rất liền nền liền nạc và dày dặn luôn nha các bác. Đó. Em qua bên hông cho các bác xem ạ. Chiếc tủ thờ ông Địa này được khảm ba mặt như nhau luôn nha các bác. Các bác xem video mà để hay thấy đẹp có thể cho em xin một like, một đăng ký kênh để em có thêm động lực phát triển kênh và giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa. Rồi các bác xem ạ. Gỗ rất là liền nạc và dày dặn luôn nha các bác. Đó, khảm ốc Sa Cừ ạ. Đó, cây tủ thờ ông Địa này được khảm ba mặt. Đó, ba mặt như nhau ạ. Và với cây tủ thờ ông Địa này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác, giá là 25 triệu ạ. Em cũng 30 phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo hôm nay em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác đó là một bộ cuốn thư câu đối ạ. Là bộ cuốn thư câu đối này, đó, gồm có 3 món ạ. Này các bác xem ạ, đó. Đầu tiên cũng xin đo thông số cho các bác về bức cuốn thư ạ. Và về bức cuốn thư này có tổng chiều dài là 197 cm và chiều cao ạ. Chiều cao em đo là 87 cm. Em sẽ đến gần để em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác về cuốn thư này ạ. Đây các bác xem ạ. Phần chính giữa ở đây ạ. Đó. Là ba chữ Đức Lưu Quang nha các bác. Được thẳng ốc Sa Cừ ạ. Đó, rất là đẹp luôn nha các bác. Và đến phần trên đây ạ. Đó. Đây, các bác xem ốc ạ. Đó. Ba chữ Đức Lưu Quang ạ. Cảm ốc Sa Cừ rất là đẹp luôn nha các bác. Và đến trên đây ạ. Đó, phần chính giữa. Đây ạ. Và chỉ giữ ở đây ạ, em đang quay chi tiết cho các bác ạ. Đó là một bông hồng rất là to đấy nha các bác. Hai bên là hai con lồng ạ, lồng hóa mai ạ. Đó các bác xem ạ. Gỗ thì cực kỳ là dày dặn luôn nha các bác.
Đây các bác xem được đục chạm ạ, nó lồng hóa mai ạ, và được cảnh chim hoa nha các bác. Đấy, các đường nét đục chạm ạ, nó đục chạm chim hoa. Gỗ nó cực kỳ là dày luôn ạ. Các bác xem các đường nét đục chạm ạ. Đó. Rất là thủ công rồi nha các bác. Ở phần dưới đây ạ, đó, con lồng ấy ạ, nó lồng hóa luôn nha các bác. Các bác xem. Các bác mà có nhu cầu mà muốn giao lưu với cơ sở đồ gỗ Bảo Đại chúng em, cái bộ cuốn thư câu đố này ạ, thì em sẽ lau chùi ạ, sạch sẽ cho tất cả các bác ạ. Và tiếp theo em cũng xin đo kích thước để đôi câu đố ạ. Với đôi câu đố này em đo có tổng chiều cao là 197 cm ạ, và chiều ngang em đo là 27 cm. Em xin đến gần để em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác về đôi câu đố này ạ. Ở đây các bác xem ạ. Phần trên cùng đây các bác xem. Này, hai con lồng nha các bác. Lồng hóa mai ạ. Đó. Phía dưới ạ. Đó là được khảm ốc. Đó. Những câu chữ ạ. Được khảm ốc. Đó. Ốc sa cừ rất là đẹp luôn ạ. Đó. Để em đọc cho các bác về ý nghĩa đôi câu đố ạ. Đó là tổ tông công đức, thiên niên thịnh, tử hiếu tôn hiền, vạn đại vinh ạ. Đó. Những câu chữ rất là ý nghĩa. Đó, trong bộ câu đố này ạ. Phần phía dưới đây các bác xem. Đó. Thì hai con đần như các bác. Đây các bác xem. Đó, cả đường đục chạm ạ. Đó, gỗ là nguyên một tấm luôn nha các bác. Đó. Gỗ nguyên một khối luôn ạ. Nguyên một tấm luôn. Đó. Các đường nét đục chạm đây các bác xem ạ. Đó. Các đường đục chạm ạ. Rất là có hồn luôn nha các bác. Đó. Gỗ là nguyên một khối luôn ạ. Đem qua cho các bác ạ. Đó. Đôi câu đố đây. Bên này để các bác xem. Đó, phía dưới cùng ạ. Là hai con đần và đi lên trên ạ. Đục chạm ạ. Đó, chim hoa đi nha các bác. Phần trên cùng. Đó, đây các bác xem. Có lồng ạ, lồng hóa mai rồi nha các bác. Các bác xem chưa kỹ chưa rõ cũng có thể kết bạn với em qua số điện thoại Zalo 0944058115 để em có thể gửi ảnh chi tiết hơn cho tất cả các bác về bộ cuốn thư câu đố này ạ. Cuốn thư câu đố này các bác có thiện chí mà giao lưu với cơ sở đồ gỗ Bảo Đại cho em, em cũng sẽ lau chùi ạ, đó, lau chùi sạch sẽ và ra đến tận tay các bác ạ. Và với bộ cuốn thư câu đố này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác, giá là 23 triệu ạ, em cũng 3 miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo hôm nay em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác, đó là một cây tủ bày đồ ạ. Và chiếc tủ bày đồ này có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ vụ mật ạ. Và đầu tiên cũng xin đo thông số cho tất cả các bác về cái tủ bày đồ ạ. Tổng chiều cao em đo là 173 cm ạ, và chiều ngang em đo là 70 cm, và chiều sâu em đo là 28 cm nha các bác. Em xin đến gần và em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác về chiếc tủ bày đồ này ạ. Chiếc tủ bày đồ này có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ vụ mật. Đây các bác xem ạ, đó. Bên ngoài ạ, đó là kính luôn nha các bác, còn bên trong ạ, đó, rất là nhiều kệ luôn ạ, đó, để các bác trưng bày đồ sứ, đồ tượng theo sở thích của tất cả các bác ạ. Để các bác xem. Rất nhiều kệ luôn nha các bác. Đó. Ở phía dưới đây ạ. Các đường nét đục chạm ạ. Đó các bác xem ạ. Những bình hoa, những giỏ hoa mà được đục chạm ạ. Cũng rất là thủ công rồi nha các bác. Ở dưới ạ. À, liễu ạ. Phần liễu ạ. Được đục chạm ạ. Đó. Những đường chuyện lên nha các bác. Ở bên trong này các bác xem ạ. Đó. Các bác sử dụng ạ. Đó. Gỗ thì rất là dày dặn lên nha các bác. Đó. Gỗ rất là đẹp luôn ạ. Đó. Rất sạch sẽ. Các bác sử dụng ạ. Theo sở thích của các bác ạ. Đến với phần hông này các bác xem ạ. Đó. Cũng có hai cái nữa nha các bác. Đó, các bác mở ra và để bỏ đồ ạ. Đó, để trưng bày đồ. Đó. Tại vì chiếc tủ bày đồ này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác. Giá là 9.500.000 ạ. Còn các bác mà có nhu cầu mà có mua một cặp đây ạ. Đó, các bác trưng bày đồ ạ. Được thoải mái và theo sở thích của các bác ạ. Đó. Thì với một cặp tủ bày đồ như thế này ạ, để em xin báo giá giao lưu với tất cả các bác, giá là 19 triệu. Em cũng 3 miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Và sản phẩm tiếp theo hôm nay em muốn giới thiệu đến cho tất cả các bác. Đó là một chiếc bàn tàu cỡ đại ạ. Và chiếc bàn tàu này cũng có chất liệu là gỗ vụ hay còn gọi là gỗ vụ mật. Đầu tiên cũng xin đo thông số cho tất cả các bác về chiếc bàn tàu này ạ. Chiếc bàn tàu này có tổng chiều dài là 211 cm. Và chiều sâu em đo là 55 cm ạ. Và chiều cao em đo ở chính giữa. Từ mặt đất đến mặt là em đo là 100 cm nha các bác.
Em xin đến gần và em quay chi tiết hơn cho tất cả các bác về chiếc bàn tàu cỡ đại này ạ. Các bác xem ạ, đó, đầu tiên ạ. Các bác xem ạ, đó, chiếc bàn tàu này được đục chuyện nha các bác. Đó. Chiếc bàn tàu được đục chạm tứ diện ạ. Đó, bốn mặt như nhau. Đó. Đây các bác xem các đường nét ạ. Đó, đục chạm rất là thủ công rồi nha các bác. Đó. Hoàn thiện cũng rất là sạch sẽ luôn ạ. Đó, các bác xem. Gỗ này thì cực kỳ là dày dặn và chắc chắn ạ. Được đục chạm tứ diện, bốn mặt như nhau. Đó, các bác xem. Trần thì cực kỳ là dày dặn và chắc chắn luôn nha các bác. Đó. Gỗ rất là liền lạc và dày dặn ạ. Nên đến mặt đây các bác xem ạ. Đó. Nòng ván bên trong là nòng ván liền nha các bác. Đó, vần gỗ thì cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đó. Chiếc bàn tàu cỡ đại đó, có chiều dài là 211 cm. Đó. Rất là các bác trong đồ sứ ạ. Đó, đồ tượng. Đó. Cực kỳ là thoải mái luôn nha các bác. Đó, các bác trưng bày đồ theo sở thích của các bác ạ. Đó. Giá về chiếc bàn tàu cỡ đại này em cũng xin báo giá giao lưu với tất cả các bác, giá là 9 triệu ạ. Em cũng bao miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác ạ. Các bác xem video thấy hay, thấy đẹp có thể cho em xin một like, một đăng ký kênh để em có thêm động lực phát triển kênh và giới thiệu đến các bác nhiều sản phẩm hơn nữa. Còn các bác ở xa có thể kết bạn với em qua số điện thoại Zalo của các bác ở gần, có thể xuống cơ sở em dưới Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định ạ, để có thể xem chi tiết hơn và giao lưu với cơ sở đồ gỗ Bảo Đại chúng em ạ. Em cũng xin dừng video ở đây, hẹn các bác ở các video tiếp theo ạ.